Sáng ngày 29 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở lại phiên xét xử phúc thẩm lần 3 vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa liên quan đến việc mua máy in hãng Konica Minolta kéo dài 8 năm. Tuy nhiên, bị đơn và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt nên hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa. Theo đó, nguyên đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn phát hành sách Sài Gòn, Sài Gòn Book. Bị đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tư vấn kỹ thuật Sao Nam, công ty Sao Nam. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn Konica Minolta Business Solutions Việt Nam KMV, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho thuê tài chính ngân hàng Á Châu ACPL. Theo hồ sơ vụ án, ngày 15 tháng 8 năm 2014, Sài Gòn Book ký hợp đồng mua máy in C1070P của nhà cung cấp là KMV, thông qua đại lý là công ty Sao Nam với giá 1,32 tỷ đồng. Trong lúc máy C1070P đang chạy thử thì KMV và công ty Sao Nam giới thiệu với Sài Gòn Book mô hình truyền tin shop đang thịnh hành ở châu Âu và Bắc Mỹ. Sài Gòn Book có một vị trí đắc địa là trung tâm sách Sài Gòn tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, nên KMV và công ty Sao Nam hứa tài trợ để xây dựng mô hình truyền tin shop đầu tiên ở Việt Nam. Ngày 20 tháng 10 năm 2014, Sài Gòn Book ký hợp đồng kinh tế 038 với công ty Sao Nam mua máy in C1100 với giá hơn 3,4 tỷ đồng Sài Gòn Book đã thanh toán hơn 500 triệu đồng đợt đầu ngay khi ký hợp đồng mua máy. Đến kỳ thanh toán đợt 2 do làm theo thiết kế của KMV nên Sài Gòn Book thiếu tiền. Ngày 27 tháng 12 năm 2014, Sài Gòn Book, công ty Sao Nam và ACBL ký lại hợp đồng 3 và phụ lục hợp đồng 3 thay cho hợp đồng 038 trước đây để ACBL cho thuê tài chính thanh toán mua máy. Tuy, tuy nhiên, khi đưa máy vào hoạt động, Sài Gòn Book nhận ra giá trang in của mình quá cao so với giá thị trường. Qua tìm hiểu, Sài Gòn Book cho rằng mình bị lừa dối ngay từ chiếc máy đầu tiên. Sài Gòn Book nộp đơn khởi kiện ra tòa án, yêu cầu tuyên bố hợp đồng 038 và hợp đồng 03, phụ lục hợp đồng 03 vô hiệu do lừa dối và xác định lỗi làm cho hợp đồng vô hiệu thuộc về công ty Sao Nam. Đồng thời, Sài Gòn Book yêu cầu KMV và công ty Sao Nam hoàn trả số tiền mua máy và các khoản thiệt hại với số tiền gần 3,8 tỷ đồng. Năm 2016, Tòa án Nhân dân quận 3 mở phiên sơ thẩm, tuyên buộc công ty KMV và công ty Sao Nam phải trả lại cho Sài Gòn Book số tiền mua máy chỉ hơn 3,4 tỷ đồng, không chấp nhận yêu cầu về các khoản thiệt hại, và nhận lại máy C1100. Ngày 6 tháng 11 năm 2020, Ủy ban thẩm phán của Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định giám đốc thẩm, hủy bản án phúc thẩm ngày 22 tháng 9 năm 2016 lần 1 của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử theo thủ tục phúc thẩm lại. Ngày 15 tháng 6 năm 2021, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm lần hai, quyết định hủy án sơ thẩm năm 2016 của tòa án nhân dân quận 3, giao hồ sơ vụ án cho cấp sơ thẩm để giải quyết lại từ đầu. Sài Gòn Book lại đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm lần hai. Sau đó, ủy ban thẩm phán quyết định giám đốc thẩm lần hai chấp nhận đề nghị kháng nghị của nguyên đơn, kháng nghị của chánh án, hủy toàn bộ án phúc thẩm lần 2, yêu cầu tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm lại lần 3. Tại phiên tòa hôm nay, khi chủ tọa phiên tòa đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử, thư ký báo cáo hội đồng xét xử về sự có mặt vắng mặt của những người được tòa án triệu tập. Tuy nhiên, chỉ có bên phía nguyên đơn có mặt, còn bị đơn và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Vì vậy hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, ngày xét xử lại sẽ được thông báo sau. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Phùng Thị Như Mai.